Tiếp tục trong bài này, thầy sẽ giới thiệu cho các bạn làm sao để nâng cấp cái máy bình thường mình cài Windows Server rồi nhưng nó trở thành cái máy quản trị vùng, là mình phải nâng cấp nó lên. Nâng cấp từ máy bình thường sang cái máy quản trị vùng. Để nâng cấp được thì các bạn nhìn IP ở đây. Ha, IP là hôm trước mình có học bên môn mạng căn bản. Những IP mà chúng ta đang nhìn thấy là những IP thuộc lớp C. Chúng ta có 192.168.1. Đây là những IP các bạn nhìn thấy đây, chấm 1 ha. 192.168.1.2. 192.168.1.3. Như vậy cái đoạn 3 cái con số đầu giống nhau đúng không? Nó khác nhau số cuối thôi. Và trong một hệ thống mạng, nếu như cùng một địa chỉ mạng thì số cuối này không được trùng nhau. Trùng là nó báo lỗi. Được chưa? Và cái địa chỉ của server 192.168.1.1. Và trên này nó sẽ cung cấp một cái dịch vụ. Cho nên nó có một cái dịch vụ, nó cung cấp một cái dịch vụ là Domain Controller. Thì đồng thời chúng ta sẽ cài đặt thêm một cái dịch vụ nữa là DNS. DNS thì trong phần cấu hình IP của cái máy server, các bạn thấy IP của nó là 192.168.1.1. Default Gateway là 3.255. Tại vì địa chỉ mạng của mình là có 3 octer làm net cho nên 3.255. Cái nữa là mình sẽ ghi ký địa chỉ IP của DNS. Ha, các bạn cấu hình giống như vậy với thầy. Khi mình mở cái cạc mạng lên. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ qua đây. Các bạn sẽ mở lên. Và chú ý trong cái máy của mình, các bạn sẽ chọn giúp cho thầy kiểm tra trong máy ảo. Các bạn khi mà làm việc với máy thực á thì nó không có cái phần thiết lập này. Nhưng mà trong máy ảo thì chúng ta sẽ có cái phần thiết lập liên quan đến cái phần cạc mạng. Đây. Đối với máy thực thì nó sẽ liên quan đến phần cạc mạng nha. Zoom. Nó tắt cái zoom. Rồi để thầy mở lại. Trong cái đây, như vậy trong cái máy ảo của mình, các bạn thấy là nó đang để là cái cạc mạng của mình là VNX2. Như vậy chỗ này thầy giải thích tí xíu. Nếu như mà mình đang xài cái cạc mạng mà VNX1 hoặc là VNX2, VNX3, VNX4 đến 7, từ 1 đến 7 thì những máy tính của chúng ta, những máy tính mà chúng ta đang xài ở đây, ví dụ như là trên cái máy ảo của mình mở ra hai ba cái máy ảo, được chưa? Mở ra hai ba cái máy ảo thì khi mà chúng ta cấu hình cái cạc mạng cho cái máy ảo này là từ VNX 1 cho đến VNX 7 hoặc là những VNX sau hơn nữa thì nó sẽ là nội bộ, tức là những cái máy tính ảo thì nhìn thấy nhau. Giống như là chúng ta đang cắm vô cùng một cái switch. Bữa hôm trước mình chỉ cái switch cho các bạn là có 4, 8, 16, 24, 32 port đó. Tức là cái cục tập trung á. Thì mình giả sử ở trong hệ thống của mình có một cái là VNet1. VNet1 tức là cái switch 1. Trong này nếu mình mở máy 1, máy 2, máy 3, máy 4 mà cùng chỉ về VNet1, tức là cùng cắm chung một switch. Được không? Nếu như mà mình chọn là VNX2 thì những máy nào mà mình chọn VNX2, cái cạc nào mà chọn VNX2 là coi như mình cắm vô một cái switch thứ hai. Tương tự như vậy. Nó có ở đây trong cái máy của thầy, thầy đang cấu hình đến 19 cái VNX. Thì bạn muốn chọn bao nhiêu? Giả sử như trong cái hệ thống mạng của thầy là có 19 cái switch. Ha. Như vậy thì mình sẽ chọn là 1 hoặc 2 hoặc 3. Nếu như mà mình chỉ muốn là máy tính của riêng mình
máy ảo với nhau. Tiếp theo, nếu như mà bạn chọn cái card mạng là Brick, Brick là gì? Là máy ảo của bạn. Khi mà nó chọn Brick thì nó giống như một máy thực. Ví dụ thầy đang xài một cái máy thực của thầy, đang xài máy thực của thầy là bên ngoài này. Xài máy thực của thầy ở bên ngoài này. Thầy đang lấy được cái IP. Đó, IP của cái cung cấp Wi-Fi này. Được không? Thì khi mà thầy chọn máy ảo, thầy chọn card mạng là Brick thì nó giống như là mình đang sắm thêm một cái laptop hoặc là một cái desktop để bên cạnh. Và các bạn cũng có thể sử dụng cái wifi, đó để lấy được cái IP. Đó, bạn có thể sử dụng. Và hiện nay chúng ta đang sử dụng cái này. Nó sẽ connect vô. Đây, connect vô. Thấy nó connect chưa? Và cái hệ thống của mình nó thông qua cái wifi mà thầy connect từ máy thực. Thì hiện nay cái connect của mình nó sử dụng cái connect của máy thực luôn. Và nó lấy cái IP của chúng ta ở đây là 192.168.8077 nè. 8077. Đây, IP của chúng ta. Này là máy thực ha. 192.168.80.126. IP của máy thực nhé. Được không? Rồi, IP của máy thực. Và phía bên trong là IP của máy ảo. Nhận 77, tức là cùng mạng luôn á. Và nó nhận cái này là qua LAN chứ chưa phải là Wi-Fi. Tại vì chúng ta đang cấu hình này là máy ảo. Nó sử dụng cái connect của máy thực để nó vào. Cho nên bên trong này chúng ta không cần nhập cái wifi password gì hết, nó thông qua cái card mạng ở máy thực nó vào, nhưng IP của nó là IP của cái modem ADSL mà Elite Talk á, nó cấp luôn. Và bên trong này mình vẫn vô internet bình thường ha, bên trong này mình vẫn vô internet bình thường nha các bạn. Ví dụ như chỗ này thầy chọn là Google chấm con. Rồi, vô internet bình thường. Được không? Vô internet bình thường. Mình có thể là vào được ví dụ như là VN. Tí nữa mình vô mình sẽ cài cái Chrome lên để cho nó đỡ hỏi cái phần bảo mật, tại vì cái này là bảo mật của cái thằng AR, nó đang 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 tăng cái độ bảo mật lên, cho nên nó sẽ hỏi các cái vấn đề liên quan đến bảo mật. Mình cứ ok để nó vô, bỏ luôn đi. Rồi đó, mình vô được nét bình thường được không? Rồi, trong trường hợp mình cũng muốn vô nét, mình cũng muốn kết nối với bên ngoài, nhưng cái địa chỉ bên trong này của mình không liên quan gì đến bên ngoài cả nhưng mà vẫn ra được internet, thì chúng ta chọn cái kết nối mạng ở đây, chọn kết nối mạng là NAT, thì nó sẽ cấp IP mới, cấp IP mới, không phải là 192.168.80 nữa, một một cái IP mới bình thường. Đây, nó disconnect xong nó connect lại ha. Đợi tí nó connect lại. Rồi, ok. Và khi mà các bạn có connect lại rồi, các bạn vô, các bạn sẽ thấy được cái connect của nó. IP của nó 192.168.47 là khác mạng rồi. Hồi nãy là 80, bây giờ là 47. Và những cái máy ở bên trong mạng của chúng ta này nè, nếu như mà bạn thiết lập cùng NAT, tức là địa chỉ giống nhau về mạng, nó vẫn ra mạng được bình thường, nhưng mà máy thực không nhìn thấy được máy ảo. Được chưa?
Rồi, như vậy mình nói nãy giờ hơi dài dòng, và tóm lại ở chỗ mà thiết lập kẹt mạng, mình sẽ có ba cái lựa chọn. Một là mình chọn break nếu như mình muốn máy ảo và máy thực giống nhau, tức là ngang hàng nhau, máy ảo và máy thực cũng như nhau thì mình chọn break. Còn nếu như mà mình muốn là chỉ có máy ảo thôi, những máy bên trong này nè nhìn thấy nhau không liên quan gì đến máy thực cả, thì mình chọn là custom, và mình chọn một cái kẹt từ một, nói chung là trừ cái kẹt không là để brick, kẹt 8 là để nắp, còn lại chọn cái nào cũng được, được không? Chọn cái nào cũng được, đó là chọn kẹt mạng ha. Mình chọn số 1. Ok, như vậy khi mà bạn chọn số 1 xong thì chỗ này nó lại lấy IP một lần nữa, và nó sẽ nói với các bạn rằng là nó không lấy được IP. Nó không lấy được IP. Mặc dầu là connected rồi, nhưng mà cái IP này là IP khác. Nó sẽ không lấy được cái IP của bên ngoài, và mình không vô được mạng. Mình có thể vô đây để mình sẽ cấu hình lại cái IP ở chỗ này. Mình mở lên đây để mình lấy IP, mình cấu hình detail đây. Chỗ này là cái IP, để thầy vô trong này thầy coi nào. IPv đây đó, thì mình sẽ vô đây mình thiết lập lại cái IP như trong đề. IP trong đề của mình là 192.168.1.1. Mình táp cái xuống này là ba cái 255, mặc định của nó là lớp C, và ở dưới DNS các bạn ghi 192.168.1.1, được chưa? Ok, close. Rồi mình đã thiết lập được địa chỉ mạng. Quay trở lại, các bạn muốn thiết lập địa chỉ mạng nè, có rất là nhiều cách. Các bạn vô đây nhé, đây các bạn chọn Network Setting, các bạn chọn Chain Adapter. Đây các bạn thấy cái kẹt mạng của mình đây, mở nó lên, các bạn chọn Property, sau đó bạn thấy IPv4 không? Rồi đặt kẹt mạng vô, đặt địa chỉ mạng vô. Sau khi đặt xong rồi thì các bạn dùng cho thầy một cái lệnh để kiểm tra lại. Các bạn vào đây, các bạn gõ vô là CMD. Đây. Ra cái này. Hoặc là các bạn bấm Windows R, gõ CMD, Enter. Các bạn gõ cho thầy là lệnh NS lookup. NS lookup. Thấy không? Enter. Đây. Địa chỉ của mình 192.168. Rồi một cái lệnh khác mà chúng ta sẽ kiểm tra, tại vì ở đây các bạn thấy là hiện nay nó đảo là server không thấy nè, không hiểu, chưa cấu hình. Ok, tí nữa mình sẽ kiểm tra. Sau khi mình nâng cấp lên thì mình dùng để lookup lại. Bây giờ mình kiểm tra IP của nó nè. Bạn dùng là IP config seek all. IP config seek all. Được không? IP config seek all. Để bạn kiểm tra là cái IP trên máy của mình đã cấu hình được gì rồi. Enter. Đây, IP của mình nè. IPv4 192.168.1.1. Subnet mask 3 con 255. DNS của các bạn 192.168.1.1. Được chưa nào? Là về cái phần mà thiết lập IP thì các bạn sẽ thiết lập giúp cho thầy. Và sau khi các bạn thiết lập xong, các bạn có được cái kết quả mà các bạn chạy cái lệnh mà IP config seek all, các bạn sẽ chụp cái màn hình này lại.
gửi lên Zalo để thầy biết là các bạn đã cấu hình xong cái phần IP để chúng ta đi tiếp.